chuyên muôn ơn lành của Chúa cho toàn nhân thế, các gia đình sống đời bình yên. Lời kinh mân côi là sách tin mừng Chúa rút gọn, vì yêu nên Chúa sinh làm con đức nữ trinh. Nhờ lời xin vâng Chúa nhập thế cứu độ thế trần, khắp nơi muôn người mừng vui hát bài tạ ơn. Ôi Maria, con hằng cây trong thiên tha, dương gian phong ba có mẹ ở bên mỗi nhà. Nữ vương ra đi nguyện xin chuyên muôn ơn lành của Chúa cho toàn nhân thế, các gia đình sống đời bình yên. Ơn lành của Chúa cho toàn nhân thế,
về đây, nơi quê hương xứ đạo sung vầy, với bao tâm tình thảo tình, bên nhan mẹ lòng con ngất ngây. Hãy về ngàn hoa xinh đẹp, đêm dâng về mẹ Chúa mỗi xin dâng lên mẹ ngàn hoa thơm với muôn tầng tình.
sắc màu, con kết thành một vòng hoa sen. Hoa thiên dân mẹ là nơi kinh ngát hương sớm chiều, nên nhan thánh mẹ đầy hoa lòng đoàn con mẹ ơi. Trước hoa cao xa, ôi vinh quang nữ vương thiên đàng, xin dâng lên đây màu hoa vàng. Giữa biển trần gian, ngước trông mẹ đẹp như trăng sáng, bao huy hoàng mà vẫn dịu dàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào Mẹ Maria đầy ơn phúc. Yeah.
Yeah.
danh mẹ như lời chào thiên sứ. Ôm lời kinh mừng
sáng đời tôi cao. Trong tin yêu sống dân nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiển xuống. Hợp cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiển xuống. Chúa Thánh Thần chính là ngôi thứ ba Thiên Chúa, đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và có cùng uy quyền như Chúa Cha và Chúa Con. Ngài được tuyên xưng là Đấng Sáng Tạo, Đấng Ban Sự Sống, Đấng Thánh Hóa Mọi Loài. Xưa kia, khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài đã sai Chúa Thánh Thần xuống, và Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, trở thành những con người can đảm ra đi rao truyền tin mừng Chúa phục sinh và can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Giờ đây chúng ta sốt sắng cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin Chúa Thánh Thần xuống ngự tâm hồn chúng ta, biến đổi tâm hồn chúng ta, để tâm hồn chúng ta trở nên tâm hồn đẹp lòng Chúa, ý chí chúng ta can đảm ra đi làm chứng cho Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần tiếp tục canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, để cuộc sống trên dương thế này, trên trái đất này được bình an và mọi người sống yêu thương nhau. Hôm nay Cộng đoàn Giáo khu Nam hiến hoa kính mến Đức Mẹ. Chúng ta biết rằng Đức Mẹ rất đẹp lòng Chúa và là hiền thê mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần. Ở đâu có Đức Mẹ là ở đó có Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ ban ơn cho chúng ta, để tất cả cộng đoàn chúng ta nói chung và Cộng đoàn Giáo khu Nam nói riêng trong ngày lễ hiến hoa hôm nay được đẹp lòng Chúa, luôn sống trong bình an, hiệp nhất và yêu thương. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con là người Chúa, chúng con trong tông Chúa, chúng con là lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuân đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi nửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kèo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Phác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-pôn-ta-mi-a, Du-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô và A-si-a. Có người là dân Phi-gi-a, Pham-phi-li-a, Ai Cập và những người vùng Li-bi-a, giáp giới Ki-rê-lê. Lào là những người từ Roma đến đây. Lào là người Do Thái cũng như người đạo theo. Lào là những người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mong bữa no lòng nơi
tình Ngài thương ban. Chúng vội vàng lượm ngay khi Chúa tặng, Ngài mà mở tay ân huệ Chúa đầy dư. Chúng tắt hơi liền sẽ trở thành bụi cát. Chính Ngài đã tặng bản sinh khí này, mọi loài dâng lên luôn làm Chúa hỷ hoan. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Yeah.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu Kitô là ngôi hai Thiên Chúa, Ngài đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Ngài là người loan báo tin mừng đầu tiên và vĩ đại nhất, vì Ngài đã thi hành cách tuyệt hảo sứ mạng của Chúa Cha trao phó trong tình yêu và sự vâng phục. Và khi đã hoàn tất sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu được rước về trời. Trước khi về trời, Ngài đã trao sứ mạng loan báo tin mừng cho các tông đồ và các môn đệ, cũng như cho những ai tin vào Ngài. Nhưng Chúa Giêsu không để cho các môn đệ đơn phương độc mã trên hành trình sứ mạng, nhưng Ngài đã gửi Thánh Thần đến cùng hoạt động với các ông để thánh hóa, để dạy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính Chúa Thánh Thần là tác nhân chính yếu cho các cuộc loan báo tin mừng của các tông đồ, các môn đệ, cũng như những ai đi theo Chúa. Và chúng ta thấy khi trong 3 năm ở với các môn đệ, nhiều lần Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ: "Thầy sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần đến với anh em và ở cùng với anh em muôn nãi." Phải chăng đến lúc này Thánh Thần mới đến ở với con người? Thưa kính thưa quý ông bà và anh chị em, không phải. Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho con người ngay từ khi tạo thiên lập địa, ngay từ khi tạo dựng nên con người. Mời quý ông bà và anh chị em chúng ta nhìn lại sách Sáng Thế. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa lấy bùn đất để nắn lên con người, cũng giống như những người nhà điêu khắc ngày hôm nay. Người ta nắn lên, ngắn lên những bức tượng. Nhưng mà bức tượng đó, con người đó, tạo dựng nên đó chưa có sự sống. Nó chỉ là bức tượng, nó chỉ là một vật vô tri vô giác. Nhưng một hơi thở của Chúa, Chúa Giêsu thổi hơi vào lỗ mũi của con người, thì lúc đó sự sống mới có trên con người. Có nghĩa là hơi thở ở đây có nghĩa là Thiên Chúa đã trao ban thần khí của Ngài, trao ban Thánh Thần của Ngài cho con người. Nhưng vì con người chúng ta muốn bằng Thiên Chúa, vì con người chúng ta bị cám dỗ bởi ma quỷ, muốn trở lên như Thiên Chúa, nên con người chúng ta đã đánh mất đi ơn nghĩa đối với Thiên Chúa, đã đánh mất đi những ơn của Chúa Thánh Thần ban cho con người khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Chính vì thế, con người chúng ta phải sống trong tội lỗi, sống trong lầm lũi, sống trong sự đau khổ, sống trong sự chết. Và chính Đức Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, Ngài đã đến, Ngài đã loan báo tin mừng cứu độ, Ngài đã cứu độ con người. Và khi hoàn thành sứ mạng đó, Ngài đã trở về trời và Ngài tiếp tục công trình của Ngài qua Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Khi Chúa Giêsu phục sinh,
Ngài trao ban Thánh Thần cho các tông đồ. Ngài đến, Ngài chúc bình an cho các tông đồ. Cái bình an mà con người đã đánh mất. Rồi Ngài thổi hơi vào các ông và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Chúa trao ban lại thần khí của Ngài, trao ban lại hơi thở của Ngài, trao ban lại sức sống của Ngài cho các tông đồ. Và trong ngày ngũ tuần hôm nay, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong ngày ngũ tuần có nghĩa là 10 ngày sau khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa Thánh Thần đã xuống và ban tròn đầy 7 ơn của Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, cho các môn đệ và cho những ai tin theo Ngài. Để họ có đủ can đảm, có đủ nghị lực, có đủ sức mạnh, có đủ niềm tin để họ ra đi loan báo tin mừng, ra đi loan báo ơn cứu độ mà Đức Kitô đã hoàn thành. Họ tiếp tục công trình của Chúa, họ tiếp tục với sứ mạng mà Chúa Giêsu đã đặt để nơi họ, nơi trần gian này. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi nửa tản ra, đậu xuống trên đầu từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần xuống ban tròn đầy ơn của Ngài cho các tông đồ, để từ đây các ông đủ can đảm, đủ nghị lực, đủ sức mạnh để các ông tiếp tục sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó đặt để cho các ông. Và để từ đây qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, các ông nhận ra những điều Chúa Giêsu đã nói với các ông, nhận ra những việc Chúa Giêsu đã làm cùng với các ông, nhận ra ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện nơi trần gian này. Để qua đó các ông ra đi tiếp tục sứ vụ của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay nhắc nhớ cho mỗi người tín hữu chúng ta về một Thánh Thần bình an đã hoạt động trong lòng giáo hội suốt hơn 2.000 năm qua. Ngài cũng đang hiện diện và hoạt động nơi mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chính khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Cũng giống như các tông đồ, khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã ban ơn Chúa Thánh Thần cho các ngài. Nhưng chúng ta được tròn đầy, bầy đủ, bầy ơn Chúa Thánh Thần khi chúng ta được lãnh bí tích thêm sức. Lúc đó chúng ta được đầy tràn các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Để lúc đó chúng ta là những người trưởng thành, chúng ta có đùi đầy đủ các sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta ra đi loan báo tình thương của Chúa, loan báo ơn cứu độ của Chúa. Và chúng ta nhớ lại khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, linh mục đến đọc lời nguyện trên những người được lãnh nhận bí tích thêm sức, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là ân huệ của Chúa phù trợ, trợ sức và bảo vệ chúng ta trên con đường cuộc sống. Để qua đó chúng ta mạnh dạn, chúng ta đủ sức mạnh, chúng ta bước đi trên đường nữ thứ trần gian của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa hiện xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi nửa. Lưỡi nửa, nửa nói lên sự sốt mến, nửa nói lên sự hâm nóng lên tình yêu, sức mạnh của Thiên Chúa trong tâm hồn của mỗi con người. Và hôm nay chúng ta thấy khu nam của chúng ta rước, hôm nay khu nam của chúng ta hiến hoa, không thấy nửa nóng đâu mà lại thấy mưa, lại thấy sấm, lại thấy mây, lại thấy gió mạnh. Phải chăng hôm nay khu nam của chúng ta thiếu đi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong ngày hiến hoa của chúng ta hôm nay? Quý ông bà và chị em, trước khi đi lễ, nghe thấy trời sấm chớp ầm ầm, các ông bà và các hội hoa của khu nam có cầu nguyện nhiều không ạ? Cầu nguyện nhiều không?
cầu nguyện nhiều. Thấy ở trên mạng là các khu nam xin lạy Chúa, xin cho đến lúc chúng con rước được thanh để chúng con có thể kêu rước Đức Mẹ. Rồi có những người cầu nguyện chắc là không sao đâu, cả khu nam chúng ta cầu nguyện như thế này chắc là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa đang thử thách chúng ta đấy. Nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của người đời thì chúng ta bảo như thế. Nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của con người của chúng ta bảo hôm nay chúng ta thiếu ơn của Chúa. Thiếu ơn của Chúa cho nên khu nam của chúng ta hôm nay không được như vậy. Không, nhưng quý ông bảo anh chị em, chúng ta để ý lại, chúng ta nhìn nhận lại. Một trong những ơn của Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết khôn ngoan, nhận ra đâu là thánh ý của Thiên Chúa. Hôm nay cũng có thể Chúa thử thách lòng quảng đại của mỗi người chúng ta. Để chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng chúng ta không được theo cái sở nguyện của chúng ta. Thì Chúa muốn cho chúng ta xem là liệu khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta không được theo cái sở nguyện của chúng ta như vậy, chúng ta có còn đủ cái lòng sốt mến, còn đủ cái ngọn lửa yêu mến, còn đủ cái ngọn lửa đang soi chiếu trong tâm hồn của mỗi người chúng ta để chúng ta tiếp tục cái việc dâng hoa kính Đức Mẹ của chúng ta hay không? Đấy là mưa hồng ân, mưa để thể hiện cái tấm lòng của chúng ta. Dù chúng ta không được như sở nguyện của chúng ta, dù hôm nay trời có mưa bão, dù hôm nay trời có sấm chớp, nhưng tấm lòng ngọn lửa sốt mến mà Chúa Thánh Thần đặt để nơi con người của mỗi người chúng ta, mỗi thành viên trong khu nam của chúng ta, đối với Chúa, đối với Mẹ Maria vẫn tròn đầy, vẫn đầy tràn, vẫn hâm nóng trong tâm hồn chúng ta. Và chúng ta thấy hai hội hoa đấy, hôm nay dâng hoa lâu hơn mọi khi, lâu hơn các khu khác. Có nghĩa làm sao? Yêu mến Mẹ hơn, dâng lâu hơn, tập kỹ hơn, tập nhiều hơn. Để chúng ta vẫn sốt mến, chúng ta yêu mến Mẹ. Chúng ta vẫn sốt mến, chúng ta vẫn yêu mến Chúa. Chúng ta vẫn yêu mến một cách chân thành. Chúng ta vẫn dâng lên Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa những bó hoa, những tấm lòng của mỗi người chúng ta. Để qua tấm lòng của mỗi người chúng ta đó, ngọn lửa yêu mến mà Chúa Thánh Thần đặt để trong lòng chúng ta không nhạt phai. Để qua lòng yêu mến đó, ngọn lửa yêu thương mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy trong tâm hồn chúng ta, để qua đó chúng ta vẫn sẵn sàng, chúng ta bước ra đi, ra khỏi những cái sợ hãi, ra khỏi những cái lo lắng vì trời mưa, vì thời tiết, để chúng ta đến với nhà thờ này, đến với Chúa trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và chúng ta vẫn sẵn sàng, chúng ta trang điểm, vẫn sẵn sàng chúng ta cắm hoa, vẫn sẵn sàng chúng ta kiệu Mẹ từ khu của chúng ta trở về đây để nói lên tấm lòng yêu mến của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một trong những ơn mà Chúa ban cho chúng ta đó là ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Dù chúng ta sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa ban cho chúng ta, Chúa mời gọi cho chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Chúng ta biết yêu mến và kính sợ Thiên Chúa. Yêu mến, kính sợ ở đây không phải là chúng ta sợ hãi, nhưng chúng ta yêu mến với tâm tình của những người con. Người con đến với Chúa, người con đến với Mẹ. Chúng ta yêu mến bằng tâm tình của người con trao hiến tất cả những gì chúng ta có cho Chúa, cho Mẹ Maria. Và nếu chúng ta không có cái ơn này, quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy nếu chúng ta không có cái ơn kính sợ yêu mến Chúa thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy nan. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn vào trong cuộc sống của những con người không biết sợ trời sợ đất là gì, chúng ta sẽ thấy họ sống không có niềm tin, không sợ trời sợ đất. Họ sẽ làm ra những cái điều sai trái, họ sẽ làm ra những cái điều tối tăm, họ sẽ làm ra những cái điều xúc phạm đến người khác, bởi vì họ không còn biết đâu là Chúa, đâu là trời. Dù những người có niềm tin hay không có niềm tin, họ cũng luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động trong lương tâm để họ biết kính sợ Thiên Chúa. Người bên đường người ta cũng bảo trời có mắt, trời đang nhìn mỗi người chúng ta, trời có mắt đấy. Hãy no đấy mà làm, hãy no đấy mà làm việc, hãy no đấy mà cư xử, mà hành động và đối xử với nhau. Trời có mắt hết, trời thấu hết, trời thấy hết. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được Chúa ban ơn cho ơn kính sợ Chúa, biết yêu mến Chúa, để qua đó chúng ta làm việc, chúng ta sống, chúng ta hành động, chúng ta đều làm trong ơn nghĩa của Chúa.
trong tình yêu thương đối với Chúa, đối với anh em của mỗi người chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ hồng ân của Chúa trên mỗi người chúng ta. Hồng ân bảy ơn Chúa Thánh Thần, để qua đó mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là nguồn tình yêu phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, là đấng thánh hóa mọi loài. Trong tâm tình kính tin và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện thiết tha. Hết thảy mọi người đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho hàng giáo phẩm và tất cả những ai đang phục vụ dân Thánh Chúa luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để tích cực giới thiệu Chúa cho nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng canh tân bộ mặt trái đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa, biến đổi và uốn nắn tâm hồn mọi người, để con người ngày càng biết hướng về Chúa là nguồn chân thiện mỹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được thêm lòng mến Chúa và yêu người, để trong đức tin và đức mến, các tín hữu ngày càng biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, đời sống sẽ trổ sinh nhiều hoa trái là lòng bác ái, bình an, nhẫn nại, hiền hòa và nhân hậu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, xin tuôn đổ Thánh Thần đầy lòng chúng con, để Người đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn và được sống mãi trong quỹ đạo tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt này để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui, ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cầu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành và ban bình an ơn hiệp nhất cho cộng đoàn giáo xứ đền thánh chúng con nhân ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cách đặc biệt xin Chúa ban sự bình an, ơn Chúa xuống trên cộng đoàn giáo khu Nam nhân ngày hiến hoa kính mến Đức Mẹ. Xin nhân tuổi tứ Chúa là các bậc tiền nhân, ân thân nhân của giáo khu, các linh hồn mà chúng con dâng lễ cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ê thấy đường vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đèo lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lấy Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ và nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Thank you.
vâng, chúng ta nổ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng giáo khu Nam trong ngày hiến hoa cây nước mẹ, để xin Chúa chúc lành ân thưởng cho tất cả sự hy sinh quảng đại của quý chức và cộng đoàn giáo khu Nam. Và tuần sau chúng ta chờ đợi giáo khu Bắc. Giáo khu Bắc thì năm nay may để có 4 cha mới nữa, không phải chỉ có nội bộ nhà mình đâu mà có 4 cha mới, cho nên là cái trách nhiệm cộng của giáo khu Bắc là không phải chỉ hiến hoa nội bộ mà là như là đại diện cho toàn giáo xứ. Để rồi các cha mới sau những năm đi phục vụ ở nơi này nơi kia trở về với giáo xứ để lấy ơn nghĩa chúng ta trong cái ngày hiến hoa của giáo khu Bắc, thì vẫn cảm nhận được cái lòng yêu mến và cái sự nhiệt tình của tất cả những người con hương nghĩa đối với Chúa và đối với Đức Mẹ. Ngày mai là lễ Đức Mẹ Giáo Hội, cả đoàn họ Bà Thánh và cả đoàn giáo khu Nam chúng ta để ý hát lễ về Đức Mẹ. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng chia sẻ và chúc mừng cho giáo khu Nam. Và một cái niềm vui nữa đó là trong thời gian vừa qua giáo khu Nam cũng đã mua được mảnh đất ngay phía trước Ninh Đài Kitô Vua, trị giá cũng 800-900 triệu đồng. Đấy, giáo khu thì có quỹ 500 triệu, còn mấy trăm triệu nữa thì chắc chắn rồi. Giờ đây lễ quan thầy Chúc Kitô Vua, để rất là mong tấm lòng quảng đại của anh chị em cộng đoàn giáo khu Nam để chúng ta có một cái mảnh đất ở phía trước rất là đẹp, và hy vọng sau này cũng có thể mở rộng được nữa thì rất là tuyệt vời cho cộng đoàn giáo khu Nam. Xin vỗ tay chúc mừng giáo khu Nam, chào tay ạ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng đã đấng đã thương ban Thánh Thần bảo trợ để soi sáng đồng chí các môn đệ, ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần. Amen. Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy. Amen. Xin đấng đã đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Hãy subscribe.